Mày với nó có vẻ hợp nhau hơn. Một thằng thì vô tâm, còn một con thì đơn giản. Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời. Anh đã uống nhầm ánh mắt của cô nào hả? Đúng rồi, là ánh mắt của một cô gái. Ánh mắt cô ấy là hồ nước trong, mà anh thì lại đắm chìm ở trong đấy. Ngay từ hôm đầu anh gặp ở căng tin ấy. Nghe quen quen thế nhở? Nè, mày đừng nói với anh là mày thích nó thật nha. Thôi đi cô nương, tránh xa giùm ra, nó có nơi có chốn rồi. Mày thì thiếu cha gì thằng theo, đụng vào mất công là rắc rối đủ thứ chuyện đó nha. Ơ, có sao đâu, trai chưa vợ, gái chưa chồng, em thấy bình thường mà. Em mà yêu anh thì mới có vấn đề. Anh vốn dĩ là con rơi của một thầy lang. Ông ấy đã có vợ ở quê. Sau này khi mà mẹ anh mất, vợ của ông ấy đã mang anh về, nuôi nấng anh, cho anh ăn học và dạy dỗ anh thành người. Vậy còn anh Đức? Anh ấy là anh cùng cha khác mẹ với anh. Tuy là cùng cha khác mẹ, nhưng hai anh em lớn lên dưới một mái nhà. Vậy mẹ kế của anh đối xử với anh như thế nào? Bà là một cô giáo, tính tình rất nghiêm khắc, nhưng mà lại cũng rất nhân hậu. Bà đối xử với con riêng của chồng y hệt như là con đẻ của bà ấy. Đối với anh, mẹ kế của anh thật sự là một người mẹ tuyệt vời. Vậy anh còn họ hàng gì không? Đối với anh bây giờ chỉ còn có anh Đức là người thân duy nhất. Mà anh ấy thì còn đang phải gánh một trách nhiệm nặng nề lắm. Là gì vậy? Là sinh cho dòng họ Quách một thằng cu để nối dõi tông đường. Còn anh Đức cơ mà. Anh ấy không thể. Tại sao? Anh ấy lên quay bị kể từ hồi còn nhỏ, rồi sau đó chạy hậu và dẫn đến vô sinh. Em, dòng họ Quách bây giờ chỉ còn trông chờ vào anh thôi. Anh hy vọng anh có thể là người bạn đời của anh. Cùng anh đi hết quãng đường này, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Và sinh cho anh một thằng cu để báo hiếu tổ tiên. Điều đó có quá khó không em? Dạ em nghe đây ạ. Vâng, đi tuyên hóa thì bị cụt anh ạ.
Té ra Lão Đức và Tay Hùng là anh em cùng cha khác mẹ. Hồi nhỏ Lão Đức có bị quai bị và chạy hậu, khả năng là vô sinh. Theo nhân chứng cho biết thì mẹ Tay Đức chính là bà Tươi, đang ở Hoàng Hoa, Thanh Hoa. Em đang về đây để xác minh dòng họ Quách này. Biết là mò kim đáy bể, nhưng mà cố gắng thôi anh ạ. À anh ơi, anh xác minh xong chứng minh thư nhân dân của Tay Đức, gửi cho em ngay nhá. Em ở đây đợi rồi xử lý luôn anh ạ. Vâng. Còn thấp á. Ê Tuấn. Hai. Có phải Tuấn không? Chào chào. Nhà báo, nhà báo. Nhìn là ra rồi. Thế mọi người lại đi săn ảnh ở đây ạ? À? À không. Đúng rồi, đúng rồi. Đi săn ảnh ở đây. Thế tìm đón người nhà luôn. Mà anh đi đâu đây? Thầy Xuân bảo là xuống đây xin việc làm. Sao lại xin việc ở đây? À, dưới này có ông chủ lớn, cần vệ sĩ mà trả lương cũng khá. Thế là mình xuống đây xem là công việc nó như thế nào. Thế mình vẫn chưa có việc làm à? À, trước đây thì ở nhà là phụ mẹ đi chợ, lâu lâu thì qua phụ thầy dạy võ. Nhưng mà có ai giàu nhờ dạy võ đâu, đúng không? Thế nó được người nhà chưa? Có việc gì hả? Mà ngày kia là dỗ mẹ sếp ở đây đang chờ đón mà chưa thấy đâu. Dỗ mẹ sếp à? Ui, sướng nhất anh chị đấy, được sếp yêu ái. Thế sếp tổng à? Không, chủ tịch tập đoàn. Ơ, lạ nhỉ, cứ tưởng là tổng biên tập chứ. Nhà báo mà. À, anh không biết đâu, bọn em vừa là nhà báo, vừa làm tập đoàn này. Anh biết đấy, cứ trông hết vào nhuận bút, còn mà nói thối mồm. Ôi. Sướng nhất anh chị đấy. Giờ này bao nhiêu cơ hội việc làm, chứ như trên em ấy chả có việc gì làm cả. Anh giỏi võ như thế sao không xuống Hà Nội mà xin việc? Ở đây làm gì, vừa xa quê lại còn buồn chết mẹ. Trước đây thì có xuống rồi, xin làm bảo vệ, nhưng mà lương 3 cọc 3 đồng. Thế là thôi, đi về cho lành. Anh, sếp đang cần tuyển vệ sĩ, hay giới thiệu luôn không? Cũng được. Thằng Tuấn á, là học trò ruột của thầy Xuân. Thầy Xuân bố chị Thủy, mà chị Thủy lại sắp cưới với em của sếp. Toàn người nhà không? Người nhà cả. À thế sếp là ai ạ? À, là sếp Đức, chủ tập đoàn Oanh Linh, giàu nhất nhì Việt Nam đấy. Ôi trời ơi. Anh mà vào làm được ở đấy á, lên hương luôn. Ôi, sướng nhờ. Nhưng mà em sợ theo không được thôi. Chứ là em mù tịt về kinh tế. Ai cần anh làm kinh tế, anh chỉ cần bảo vệ cho sếp an toàn là được. Là được. Thế ạ? Lương tháng 1000 đô đấy. Thích nhờ. Thôi, để em suy nghĩ. Rồi có gì em báo lại với anh chị. Suy nghĩ còn mẹ gì, cơ hội đến làm luôn. Thế ngày kia sếp có lên đây không ạ? Dù mẹ của ông ấy không lên, ai mà nhang khói. Ôi, ông quên mất. À, hay anh chị dẫn em đến gặp sếp đi. Được thì tốt, mà không được thì cũng ok, không sao. Cũng được đấy, nhà sếp ngay Hoàng Hoa, tí về chung luôn. Ôi, thế hay quá. Thôi Quang. Ơi. Thằng em. Phải không? Mày đâu chết anh? Không được.